đi đâu vậy? Hello em, chuối. Đốc tử Khỏe nhờ chị Ốc kiếm giùm bạn xương rồng. Bữa nay chị Ốc kiếm được rồi, cho nên là dẫn xương rồng qua đây để gặp Đốc tử Khỏe nè. Xương rồng? Ủa, bộ rồng có thiệt hả chị? Hello bạn chuối. Ui cha, nó biết nói luôn kìa. Không lẽ rồng triệu năm hóa hạch hành tinh, xương cũng biết nói nữa hả? Chuối, chuối, em đang nghĩ gì vậy? Mà em nói nhỏ xíu mà thì thầm chứ không có nghe gì hết trơn á. Nói lớn lên cho chị Ốc nghe đi. Ây chà, cổ vật quý hiếm như vậy mà bán cho bọn ngựa trời là chắc có giá lắm đây. Phải tìm cách tóm hắn mới được. Chuối, chuối, em nghe chị nói không? Hả? Chị Ốc gọi em hả? Bữa nay chị Ốc thấy em lạ lắm nha. Em cứ thì thầm cái gì trong miệng á, rồi suy nghĩ cái gì chị không biết luôn á. Em thấy trời nắng quá, chị Ốc đi qua nhà Đốc tử Khỏe, em thấy tội nghiệp quá. Hay là em có xe nè, để em đèo bạn ấy qua cho. À, cũng có lý á. Nếu vậy thì hai đứa em đi chung với nhau đi nha. Thì xíu mình gặp nhau ha. Chuyện nhỏ, xương rồng phóng lên đây. Cảm ơn em nha, tạm biệt hai đứa nha. Ê, bạn gái không à, đừng có ôm mình nha. Mình sợ lọt xuống đất lắm. Hay để mình rắc dây an toàn cho bạn nha. Xe đạp mà cũng có dây an toàn nữa hả? Có sao không, an toàn mà tránh hết mà. Vậy thắt giùm mình đi. Xong, rất an toàn. Cái này sẽ giống chói mình quá vậy? Thì nó đó. Hả? Cứu em nhớ chị Ốc ơi. Hơn thiệt là Đốc tử Khỏe. Hơn là Ốc nghi nghi rồi đó. Chứ nếu không là tiêu đời em xương rồng rồi. Hả? Sao con lại trói xương rồng chứ? Tại ấy gai nhiều quá, đâm con nhức cả người, nổi mụn nhọt tùm lum á. Ngủ bạn ấy độc lắm đó tôi Khỏe ơi. Thôi con đừng có nói dối nữa. Con không biết là xương rồng vốn là dị thuốc để trị mụn mủ à. Con Ủa mà Đốc tử Khỏe vừa mới nói á, cây xương rồng là vị thuốc quý là thiệt hả Đốc tử Khỏe? Đúng đó, em rất hay trong công dụng trị mụn mủ đó nha. Nếu vậy Đốc tử Khỏe chia sẻ cho Ốc với lại khán giả biết cây xương rồng là một vị thuốc quý cụ thể là như thế nào đi. À, cái này cũng dễ lắm Ốc Thanh Dân. Chỉ cần lấy thân xương rồng, cắt bỏ hết gai rồi bổ làm đôi, hơ trên lửa cho nóng. Sau đó áp miếng xương rồng đã hơ nóng vào mụn nhọt đang sưng đau. Sẽ giúp mụn nhọt màu chống lành đó chị. Bởi vì xương rồng có tính sát trùng, tiêu thủng, thông tiện, lá giúp thanh nhiệt, giải độc. Còn tác dụng của nhựa xương rồng là chống ngứa hay chữa đau bụng. Ủa sao kỳ vậy ta? Sao Ốc nghe nói là nhựa của cây xương rồng rất là độc, khi mà văng vô mắt của mình á là có thể rất là nguy hiểm, thậm chí là gây mù mắt luôn á. Đúng vậy, nên tất cả các bài thuốc từ cây xương rồng tuy có công hiệu lắm, nhưng cần có sự chỉ dẫn cụ thể của thầy thuốc mới dùng được. Mọi người nhớ chú ý nha. Đốc tử Khỏe ơi, Ốc nghe nói ngoài công dụng của thân và lá cây xương rồng thì nghe đồn là gai của cây xương rồng cũng có tác dụng trong cái việc massage, châm cứu gì đó. Thôi thì để bây giờ Ốc sẽ lấy gai xương rồng châm cứu cho em chuối nha. Thôi, em không cần nữa. Nhưng mà chị cảm thấy rất là cần phải làm điều này cho em, để chị lấy gai của xương rồng massage cho em nha. Thưa quý vị khán giả, còn bây giờ thì đã đến lúc chúng tôi phải nói lời chào tạm biệt rồi. Quý vị khán giả nhớ tiếp tục đón xem chương trình Đốc tử Khỏe để cập nhật thật nhiều những thông tin hay, chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại.